Hành trình mùa hè say mê của nhà mạng Gen Z SAIMI đã thu hút sự tham gia của hơn 18.000 các bạn học sinh, sinh viên tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đây là hành trình lan tỏa niềm vui tới các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, tiếp nối sự kiện âm nhạc SAIFest nằm trong chuỗi hoạt động mừng nhà mạng SAIMI tròn 1 tuổi. Hành trình mùa hè say mê được tổ chức hoàn toàn miễn phí với nhiều hoạt động, chơi game nhận quà, trải nghiệm ứng dụng SAIMI với nhiều tính năng thú vị như học thử, thi thử TOEIC, IELTS miễn phí, ChatGPT miễn phí, tích điểm đổi quà miễn phí, thoải mái lựa chọn 12 giao diện tương ứng với 12 cung hoàng đạo. Đặc biệt, tại booth trải nghiệm của SAIMI, các bạn trẻ còn được tham gia đấu game SAIMI trực tiếp trên màn hình LED lớn và nhận về những phần quà vô cùng xinh xắn, độc đáo. Chuỗi hoạt động đã giúp học sinh trên cả nước giải trí sau giờ học căng thẳng và chào đón mùa hè rực lửa. Sau chương trình này, SAIMI tiếp tục chuẩn bị đến với chuỗi hoạt động Back to School 2024 đến nhiều điểm trường mới, giao lưu các bạn học sinh, sinh viên. Và theo đúng chiến lược game hóa mọi điểm chạm của khách hàng năm 2024, sắp tới đây, SAIMI sẽ cho ra mắt phiên bản mới của ứng dụng SAIMI, trẻ trung và được xây dựng dựa trên cơ chế Play to Earn, chơi để kiếm, giúp người dùng tích lũy điểm thưởng sau mỗi nhiệm vụ,